Mình xin chào bà con cô bác anh chị em mình sao hôm nay mình có về một số phôi trang rồi trang thành phẩm với bông giấy Mỹ rồi kia để giao lưu với bà con cô bác okay. Với cái gân nữa nha bà con, với mấy cây sam siêu bông rồi kia để giao lưu với bà con cô bác, mong bà con ủng hộ mình nha. Cái này là mấy cây khí gân rồi số sam siêu bông sam 86 với có ba cây trang trắng rồi phôi trang vàng trang đỏ phôi giấy Mỹ để giao lưu với bà con cô bác, mong bà con cô bác ủng hộ mình nha. Mình ở đây chân thành cảm ơn nhiều nha. Rồi đầu tiên là một cây phôi trang này cũng sắp vô dây được nha bà con, phôi trang đỏ lá nhỏ nha, cây trang đỏ lá nhỏ, cây này để điều gan nha bà con, cây này gì là vô dây là chừng tháng nữa ra hoa nha, tại mình để gì mình ship cho nó dễ, mình không vô dây, bán rẻ rẻ cho bà con chơi. Rồi cái phôi này là phôi trang đỏ lá nhỏ nha, mình đo cái hoành đó nha, cái hoành đó là 17 rưỡi nha, đó mình đo vị trí này nha, đó vị trí này 17 rưỡi, tính 17 thôi, để đều gan nha bà con, để đều bốn mặt. Như cái bonsai này mình tiễn mình tính để chơi mà thôi, giờ để giao lưu với bà con. Chiều cao nó đến đây là 25, cái độ rộng ở đây 25 luôn nè, cây này vô dây banh ra là tròn vo luôn nha bà con. Rồi cái mã số 0 này là trang đỏ lá nhỏ, mình giao lưu giá 2,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây này gì là vô dây lại là ngắt nước là nó ra hoa rồi. Cứ vô ra hoa, vô dây là tàn tròn vo luôn. Chắc tay cầm đầy đủ luôn nha. Cái cốt lên tới đây nè, cốt chính nó nằm đây nè. Đấy. Nó giót đọt kia lắm nha bà con. Rồi, mã số 0, 2,2 triệu trang đỏ lá nhỏ. Rồi tiếp tục là mã số 1. Mã số 1 là một cây trang vàng lá chung nha bà con. Cái này trang vàng lá chung mà kiếm một cốt này hay hiếm, hay nó nuôi nền hết rồi. Cây này bị gì mình mới trồng nó lú mục rồi không dám bươi cái đế lên. Thấy cái củ là bà con biết rồi, nó củ nở thè le nè. Trang vàng lá chung nha bà con. Rồi đâu cái hoành nó vị trí này nha. Vị trí này hoành nó 19 nha. Rồi cái củ cái này xuống củ rễ thì nó to. Củ rễ tới 23 nè. Củ rễ là 23. Hoành ở trên eo là 19. Chiều cao nó 25. Rồi cây trang vàng lá chung nè bà con. Mẫu đơn lá chung này nha. Rồi cái này mình giao lưu với giá là 1,6 triệu, mình bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại mình là 0915725306. Số giao lưu là số đó bà con ơi. Rồi tiếp tục mã số 2, một phôi trang vàng lá nhỏ. Cái này phôi trang vàng lá nhỏ này, mã số 2 là 500k nha bà con. Bán giá hữu nghị luôn. Rồi hoành của nó vị trí này là 13 nha, mình đo vị trí này là đúng vị trí thôi chứ bà con cứ coi kỹ là để chốt hàng. Chiều cao nó 28. Rồi cái mã số 2 trang vàng lá nhỏ này 500k bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là một cây trang vàng lá nhỏ luôn. Cây này mình chưa có móc cái đế lên vì nó rễ mền nó nhiều quá, nó lú cổ rễ lên nè. Cây này có dáng là xiên xiên nó bay bay đẹp lắm bà con, quấn cành phóng ra hay lắm. Cây này cũng 500k luôn bà con ơi, bán rẻ luôn. Hoành nó vị trí là 16. Chiều cao này 16 luôn. Rồi cái mã số 3 này 500k bao ship toàn quốc, trang vàng lá nhỏ. Tiếp tục mã số 4 cũng là một cây trang vàng lá nhỏ luôn nha. Cây này cũng 500k luôn. Cũng bao ship toàn quốc. Nở gốc. Hoành của nó là 14 rưỡi. Chiều cao nó đến đây là 17. Rồi cái trang vàng lá nhỏ mã số 4 này giao lưu cũng 500k luôn bà con ơi, bao ship toàn quốc. Số điện thoại mình là 0915725306. Bởi với để ship mới trồng vô. Tiếp tục mã số 5 cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ. Phôi này đế nó đẹp, cây nó bự hơn, cây này 600k. Rồi hoành của nó là 14 rưỡi. Chiều cao nó là 23. Rồi cái mã số 5 này là 600k. Mình bao ship toàn quốc, trang vàng lá nhỏ nha bà con. Tiếp tục là phôi hoa giấy Mỹ mã số 6. Phôi hoa giấy Mỹ mã số 6 nha bà con. Đo chiều cao nó trước đi. Chiều cao nó là 53. Hoành nó ngay vị trí này nó nhỏ nhưng mà củ đẹp, hoành nó 13 hả. Cái củ thì lớn nha bà con. Mấy cây này là người ta sửa đế thành ra là cái hoành nó nhỏ nhưng mà cái củ rất là bự. Củ vị trí này là 47 nha. 47.
Rồi phôi giấy Mỹ mã số 6 này mình giao lưu với giá là 1,2 triệu, phôi ship toàn quốc 1,2 triệu. Tiếp tục mã số 7 cũng là một phôi giấy Mỹ nè một con ơi. Phôi này tay cần cũng đầy đủ nha. Nguyên thủy này nó ra bông màu đỏ nha con. Giấy Mỹ ra bông màu đỏ, mình bao sống bao ship luôn. Chiều cao nó 49. Hoành ở đây là 14 nha, trên 14 tính 14 thôi. Còn cái cũ nữa coi. Cũ đây là 44 nha bà con. 44 nha. Cây này ưu đế nó quái thắt bính nè. Rồi cái mã số 7 này phôi với Mỹ này giá 1,3 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 8 cũng là phôi với Mỹ luôn. Cây này có giá 1,2 triệu bà con ơi. Rồi thông số của mình ở đây là nó 19,5 tính 19 thôi. Chiều cao nó 46. Đó cũ lòn như này coi. Cũ nó 37 nha. Rồi cái mã số 8 này giá 1,2 triệu rồi con, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục là mã số 9. Cũng là phôi với Mỹ. Cái này chiều cao nó là chiều cao nó 42. Quần eo nó là 19,5 nha. Cái cũ chỗ này chỗ bự nhất này là nó được 44 nha bà con, 44,5 tính 44 thôi. Rồi mã số 9 này giá 1,5 triệu rồi con ơi, bao ship toàn quốc. Thường thường mình cũng quay cái clip này mình gửi qua cái kênh LTK của anh Tính nha, có điều chi sai sót bà con thông cảm nha bà con. Thường lệ mình cũng quay mình gửi qua cái kênh LTK của anh Tính đó, để phát cho mình. Có điều chi sai sót bà con thông cảm mình nha. Chiều cao nó là 54. Hoành của nó là 16 nha bà con. 16. Cũ ở đây là 42. Rồi coi mã số 10 này giao lưu giá 1,2 triệu bà con. Tiếp tục là mã số 11, cũng một phôi qua với Mỹ luôn. Chiều cao nó đây là 42. Hoành nó rất là nhỏ. Hoành nó có 12,5 thôi. Nhưng mà cũ lớn. Cũ ở đây là nó 46 nha bà con. 46 cũ rất là đẹp. Rồi mã số 11 này giá 1,1 triệu rồi bà con ơi. Tiếp tục mã số 12 cũng là phôi qua với Mỹ. Chiều cao của nó là 47. Hoành của nó là 15. Cái này cũ nó quái. Mình tiện chọn thôi. Cũ nó 39 mà coi. Xuống đây là tới 4 mấy nè. Xuống đây tới 41 rồi. Cái 40 thôi. Cái này nó quái rồi con, nó quái như cái quái thú rồi. Xe lọn nè. Rồi, cái mã số số 12 này giá 1,5 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó bà con ơi. Rồi tiếp tục là mã số 13. Chiều cao đi. Chiều cao nó là 43. Hoành của nó vị trí này là nó 14,5. Củ quái nè, củ xe lọn như vậy, dưới luộc á. Mấy người ta sửa rễ nhỏ. Hoành của nó đây, vị trí này là nó 41 bà con ơi. 41. Rồi cái mã số 13 này mình giao lưu với giá là 1,1 triệu luôn nha bà con. 1,1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục là mã số 14. Chiều cao của nó là 49. Hoành nữa là 13. Cũ là vị trí này là 47 nha bà con. Rồi cây mã số 14 hả, bị chữ này. Rồi mã số 14 này giao lưu giá 1,1 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc. Số điện thoại mình là 0915725306. Anh tên là Triền, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp.
Rồi tiếp tục là mã số 15, cũng là phôi với Mỹ. Cái này nó quái nha, nó quái như con thú, nó phanh tròn lên nè. Rồi với chiều cao, chiều cao nó là 47. Vành của nó vị trí này là, vị trí này là 16 yếu nha, 15 rưỡi rồi con ơi, 15 rưỡi rồi. Cái cũ này vị trí này là 54 rồi con, 54. Rồi cái mã số 15 này mình giao lưu với giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 16. Chiều cao nó là 535. Mình neo nó chỗ nào, mình đế chỗ này là nó 21 mấy tính 21 à. Củ đế này 55. Rồi cái mã số 16 này với giá 1,8 triệu mà con ơi, bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 19. Ở 17 chứ. Mã số 17. Chiều cao nó là 45. Hoành eo của nó là vị trí này là nó 17 nha con, 17. Hoành cũ vị trí này là nó 46. Cũ 46. Mã số 17 này giao lưu 1,5 triệu nha con, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 18. Cũng là phôi với Mỹ luôn nha con, nãy giờ phôi với Mỹ luôn nha. Chiều cao thế, chiều cao 50, mình chưa kịp xử lý mà tha keo, bây giờ mới đánh về mình bỏ bầu rồi, thấy xong rồi mình cũng tha keo mình ship cho bà con đàng hoàng. Hoành nó 14, củ này nó quái, nó sởm cao, củ ở đây có 39 thôi, nhưng mà cái độ sởm lên tới đây là, tới đây là nó sởm lên tới 20 nha bà con. Cái mã số 18 này giao lưu với giá 1,6 triệu, mình cũng bao ship vào đó. Tiếp tục mã số 18, 16. Tiếp tục mã số 19. Tay cầm đầy đủ rồi bà con. Chiều cao nó là 45. Hoành ở vị trí này là 18 rồi bà con. Rồi, củ quái này 40. Sởm này không? Nó sởm cao lên. Rồi cái mã số 19 này mình giao lưu với giá là 1,6 triệu, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 20. Cũng là một phôi qua với Mỹ không con. Chiều cao chứ đây. Chiều cao nó là 43. Hoành thân nó chỗ vị trí này là nó 21 ngay vị trí này các bà con. 21 mình đo ở đây nè. Còn cũ thì 48 nha bà con, 47 thôi, gần 48 đến 47 thôi. Rồi phôi mã số 20 này mình giao lưu với giá 1,6 triệu, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 21. Cây này nó nhỏ nhưng mà cũ nó quái nha. Cây này hàng quái chứ không cần cái hoành nha. Mã số 21, chiều cao nó 48. Hoành eo này rất là nhỏ nhưng mà củ lớn, hoành nó 14 rồi, củ nó quái. Rồi cái củ nó là 41. Cái độ củ nó sởm lên, nó cao lên là 19 rồi con, nó cao lên nè. Rồi cái mã số 21 này mình giao lưu với giá 1,5 triệu, mình cũng bao ship toàn quốc luôn, 1,5 triệu. Tiếp tục là mã số 22. Mã số 22. Chiều cao nó là 60. Cao 60. Hoành 16. Vị trí là 16. Củ chỗ bự này là nó
45 đi. Ủa 45 rễ này quái nào con. Rồi cái mã số 22 này với giá 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi hết mấy phôi với Mỹ mình có mấy cây khí gân để giao lưu với bà con nha. Khí gân cây này mua đế kiếm cái hàng này hơi khó nha con. Cây này mình mới vô chậu nè, mới vô chậu nó cũng bún một rồi. Khí gân rồi coi. Cây này mã số 23, một cây khí gân. Để như hình thú nha, nó nhỏ, cây eo nó nhỏ nhưng mà hoành nó nhỏ, hoành nó 19 nè. Nhưng mà cái củ đế thì rất là to. Chủ yếu là cái củ này thôi. Đế bộ đế như hình thú mua con ếch ngồi 52 rồi con, cái củ 52 nè. Chiều cao nó 49 nè. Bây giờ vô đó. Rồi cây khí gân mã số 23 này giao lưu giá 1,2 triệu, mình cũng bao ship bao sống nha bà con. Rồi tiếp tục mã số 24 cũng là một cây khí gân. Đây là dán trực lắc nha bà con, tay cầm đầy đủ nha. Cây khí gân mã số 24. Chiều cao nó 60. Hoành của nó vị trí này là nó 35 rồi con. Còn cái cũ ở dưới này thì nó cũ này nó 49 nha. Rồi cây khế gân mã số 24 này mình giao lưu với giá là 1,000,000 mấy đây, 1,9 triệu nha bà con, bao ship toàn quốc 1,9 triệu. Mã số 24 1,9 triệu bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 25 cũng là một cây khí gân. Cây khí gân nha bà con, cây này nó có dáng bay nha bà con. Dáng bay cái đúng thế này cho bà con xem. Đấy, khí gân này lùng lực rất đẹp nè bà con, có dáng bay, cành bay nó nối đuôi rất là đẹp, tay cành đầy đủ nha. Chuyên cành là không thiếu gì hết nè, đỉnh đây rồi đỉnh bay qua đùa ở đây bà con ơi. Đế rất là đẹp. Gân guốc nè con, cây này cũng già cây lắm rồi. Chiều cao nó đây là 39 nè bà con. Rồi cành nó bay ra đây là nó 42. Quay cành trên cái chiều cho anh nghe thấy. Rồi nó đâu hoành. Rồi thông số hoành cho bà con xem nha. Hoành cái vị trí này là nó 33 nha bà con, 33, cái eo rất là nhỏ. Nhưng mà cái củ đế này rất là lớn nha. Củ đế này nó rộng tới 76 nè, cái hoành đế này 76 nha bà con. 76 củ đế. Rồi cây khí gân mã số 25 này mình giao lưu với giá là 2,8 triệu. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Mã khí gân mã số 25 2,8 triệu nha bà con. Rồi tiếp tục là mã số 26. Cũng là một cây khí gân luôn. Đây là mã số 26 nha bà con. Đây này cũng dán bay luôn. Cây khí gân mã số 26. Quái không nha bà con, tuyển chọn hàng quái không à. Do chiều cao nó trước đi. Chiều cao nó 41. Cành nó bay ra đây là nó 58 nè. Từ đây nó bay ra đây 58. Quay một vòng cái cành đi. Quay kỹ cho bà con xem, bà con chốt hàng cho nó dễ. Rồi cái hoành eo chỗ này là nó 35 nha. 35. Cái củ đế đặt nha. Củ đế đặt cái vị trí này là nó 60 nha. Củ đế đặt luôn nha. 60 đó nha bà con. Đấy, qua tới đây luôn, 60 củ đế đặt. Rồi cây khí gân mã số 26 này mình giao lưu cũng giá 2,8 triệu luôn nha bà con. 2,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Số thoại mình là 0915 75306. Số luôn là số đó luôn con ơi. Mình cũng rất mong sự ủng hộ của bà con cô bác mình ở đây chân thành cảm ơn. Rồi tiếp tục là cây khí gân mã số 27.
thì cái gân mã số 27 nha con. Đấy, cũng dán bay bay như ngoài này, nó bay nó hơi cao chút nha, nó không bay sát dưới nha bà con. Hàng này mình tuyển chọn hay bà con, đế đẹp đàng hoàng nha. Quay cái cành trước đi. Rồi mình thông số chiều cao trước. Chiều cao ở vị trí này là nó 42 nha bà con. Cao cành này là 42 nha. 42. Cành nó bay từ cái đỉnh này ra đây là nó 52 luôn. Rồi đo cái thông số của neo nha. Còn neo ở vị trí này là nó 38 nha. Của đế đặt nó luôn. Bộ đế nó đặt nó nè, đặt nó đây là nó 66 nha bà con, để đặt luôn nha, để đặt là 66 đó, con xem kỹ nha, 66 để đặt. Rồi cái khí gân mã số 20 mấy đây, mã số 27 này là 3 triệu bà con ơi, mình bao ship toàn quốc luôn, mã số 27 3 triệu, rất đẹp nha bà con. Tiếp tục là mã số 28, dán này dán như kiểu dán nhân nhân nha bà con. Đấy. Rất là đẹp nè. Cây khay gân mà kiếm mấy cái dáng tự nhiên thiên nhiên này hơi khó nha, quay chiều cao trước đi. Tay cầm đầy đủ luôn nha bà con. Đế đẹp. Rồi cây khay gân mã số 28, đo chiều cao đây. Chiều cao đó là nó 79 nha bà con. Chiều cao 79. Cành quái nha bà con. Tính kiểu là doanh nhân đàn đớt chuyển được nha bà con. Rồi thông số cái hoành ở vị trí này coi, hoành đây là 31 nha bà con, đế đặt nó đây, cụ đế rất là đế, đế này là 78 nha bà con, đấy đế vừa đế nó vậy đó, 78. Rồi cây khí gân mã số 28 này giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi nha bà con, 2 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, số thọ mình 0915725306, số giao lưu là số đó. Rồi cái thế là hãy tiên lên tiếp mới nổi. Chắc là cái khí gân khủng rồi con. Có cây khí gân này khủng nha. Chim đây lên. Chim bánh lên. Cái khí gân này nó khủng nha, nó già lắm nha bà con. Chưa nghe chim lại mình đang nó lắc. Rồi. Rồi cái này nó khủng nha bà con. Cái tàn tán này là tự nhiên nha. Không chỉnh sửa gì để gì cho bà con gì muốn chơi như cái tàn dù không mà cái tàn kiểu mà gió lùa cũng được nha bà con. Chơi uống gió lùa bật không được nha. Rồi cái gân khủng nha bà con, chiều cao nó là 1m16, sáng rộng ở đây là 1m02, đang tự nhiên bà con, tự nhiên bà con tự sửa như vậy. Rồi quay dài vô thân, dài vô rồi đôi quần, cái gân khủng nha bà con, cây này lâu đời lắm mới được gì nha, trồng lâu lắm rồi, cỡ mười mấy 20 năm mới được mới lớn này nha, không có là mau đâu, bị cây tự nhiên không phân không thuốc nha. Hoành của nó là 49 nha bà con, gần 50 tính 49 thôi. Củ đế thì nó gọn, nó không có ghè ra, nó ăn gọn cắm xuống. Củ đế ở đây là nó 75. Nó 75 nha bà con. Củ đế 75. Rồi cái mã số 29 này là cây khế gân. Giao lưu giá là 4 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi cái khí gân mã số 29. Rồi tiếp tục là mã số 30 là có mấy cây linh san siêu bông. Siêu bông 86 lá lý có luôn nha bà con. Cây này là cây siêu bông, linh san siêu bông. Cây này mình đang tỉa cành nó lại đang nó ra hoa nha bà con. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó quái. Cây này mình 800k luôn nè. Hoành nó vị trí là 11 ha. Mình đo chính xác luôn đó. Chiều cao nó 25. Sáng nó rộng ở đây là 30. Rồi cây mã số 30 linh sam siêu bông này mình giao lưu giá 800k bao ship toàn quốc. Ship luôn cái chậu nha bà con. Đóng thùng này ngoài nha bà con. Tiếp tục mã số 31 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Cây này nó có dáng là hai thân cắt như kiểu mẫu tử được nha bà con. Chơi như thành tử sau lưng nè, rất là đẹp. Dáng này dáng quái. Đây, hai cây nó ôm nhau. Rồi thông số chiều cao nha bà con, 100 siêu bông nha bà con,
27. 8 này rộng đây là 38. Rồi tổng hoành có 2 cây rồi con. Tổng hoành 2 cây đây là 19 nha, gần 20 tính 19 thôi. Rồi cái mã số 34 này linh sam siêu bông nha, cái nào siêu bông là mình bảo siêu bông nha, không có lộn xộn nha con. Mình bao hàng. Rồi cái này với giá 1 triệu mình bao ship, mã số 31 linh sam siêu bông 1 triệu bao ship. Cái này ship luôn cái chậu nha con. Mấy cây trong chậu là mình ship chậu nha. Cái nào trong chậu là mấy cây bonsai này ship chậu hết. Trừ cây lớn mình mới bóc ra thôi. Rồi tiếp tục mã số 32 cũng là cây linh sam siêu bông luôn. Hoành của nó là 12 rưỡi. Tính 12 thôi, quan trọng là đẹp hay xấu thôi chứ hoành không quan trọng. Chiều cao nó là 29, 8 nó rộng đây là 36. Rồi cái mã số 32 này vô lưu 800k bao ship toàn quốc, linh sam siêu bông nha bà con, ship luôn cái chậu. Rồi tiếp tục mã số 33 là một cây 86 ghép lá gí, một cây sông hình da me ghép 86 lá gí nha bà con, đế khủng nha, đế rất là đẹp nè, đế đều rang luôn. Rồi thông số hoành cho bà con xem. Hoành nó 16, chiều cao nó là 26, tán nó rộng ở đây là 32. Rồi cái mã số 33 này mình giao lưu giá 1 triệu mốt, mình bao ship toàn quốc từ từ. 1 triệu mốt bao ship toàn quốc nha bà con. Cái này sông hình da me ghép 86 lá gí nha bà con, ship luôn cái chậu 1 triệu mốt nha bà con. Rồi đó thôi, mã số 33 1 triệu mốt. Tiếp tục là mã số 34. Mã số 34 cây này là 86 lá gí nguyên thủy bà con ơi. Hoành nó vị trí này 13, chiều cao nó là 423, tán nó rộng ở đây là 35. Cái này vô dây là chơi nè con. Mã số 34 này mình giao lưu giá là 550k bao ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 35, cũng là cây 86 lá gí. Cây này đẹp, rất là đẹp, tính vừa chơi mà thôi để giao lưu với bà con luôn. Cái này nó quái nhất trong các bạn nha, cái cây nó nhỏ mà đi như cái củ nè, cái bánh cam này. Đây, cái cũ nó 21 nha bà con, nhưng mà cái hoành ở đây rất là nhỏ, hoành eo này có chỉ có 11 thôi đấy, mà cũ nó tới bao cũ như là nhiêu, cũ 21 nè, hoành có 11, cũ 21, chiều cao nó là 41, đáng nó rộng anh em 30. Cái này gì vô dây là chơi nha bà con. Mã số 35 này 650k bao ship toàn quốc luôn, 86 lá gí nguyên thủy nha bà con. Rồi tiếp tục là mình có mấy cái phôi trăng trắng lá nhỏ để giao lưu với bà con. Thì mình có một số đợt mình lên 2-3 cây để giao lưu nha. Đợt lên 2-3 cây nha bà con ơi. Có cái hoành đó coi, hoành nó dưới liền nha bà con, hoành nó 14 nha, cái này cốt liền chứ không có rời nha, đế nó cũng có mà lại không có bư lên. Thì cây mới vô chậu đây cũng được 4-5 tháng rồi bư sẽ động. Rồi chiều cao nó 34, tán rộng 46. Rồi cái mã số 36 là trăng trắng lá nhỏ nha con, trăng trắng lá nhỏ này hoa nó gì nè, cái hoa này là hoa gượng thôi chứ hoa thẳng nó bự lắm. Rồi Zalo 900k mã số 36 trăng trắng lá nhỏ rồi con ơi, 900k. Tiếp tục là mã số 37 cũng là cây trăng trắng lá nhỏ luôn, cây thừng chậu nha con, nữa tôi ship luôn cái chậu cho con luôn, về khỏi mua chậu. Chiều cao nó 44, tán nó rộng ở đây là 35. Rồi hoành của nó là 11 nha bà con, dưới này là 11, dưới này bị nó bự, trên nó nhỏ nhưng góc dưới nó bự 11 dưới nè. Rồi cái mã số 37 này là 900k luôn, mã tiếp toàn quốc chút. Tiếp tục là mã số 38 cuối cùng chưa. Rồi cây 38 là cây cuối cùng trong list này nha bà con, trăng trắng nó nhỏ, chiều cao nó đây là 72, tán này nó rộng ra không có lớn, tán rộng nó 35 thôi đấy. Còn cái hoành ở đây thì coi đâu cái hoành không có bư anh chứ, hoành nó là 12 rưỡi, tính 12 thôi con ơi, góc dưới bự nè, cái 12 thôi. Rồi cái mã số 38 là cây cuối cùng trăng trắng nha con, cũng giá 1 triệu nha con, bao ship toàn quốc, trăng trắng nó nhỏ, mã số 38 cuối cùng 1 triệu. Rồi cuối clip này mình cũng xin chào bà con cô bác, cũng mong bà con cô bác ủng hộ mình rất là cảm ơn nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại sau bà con ơi.